môn thể thao mạo hiểm mới các bạn ạ. Cưỡi sóng cơ. Đấy, sóng to ui rồi, thuyền bé kia mà họ cưỡi được người kia. Zoom đây các bạn nhá. Ui rồi. Bạn nhìn thấy kinh không? Để cưỡi từng đợt sóng một. Ui giời. Cảm giác ra biển khơi con người thật là bé nhỏ. Đi thuyền thì cũng không thua. Cưỡi từng đợt sóng một các bạn nhỉ. Những người ngư dân cũng rất là tài giỏi và dũng cảm các bạn ạ. Cưỡi sóng, đúng là cưỡi sóng đã khơi. Bãi biển Sầm Sơn này là khá dài các bạn ạ. Đi từ nãy giờ từ tít tít đằng kia và hình như từ bãi D mà bây giờ mình đi vòng đi thẳng ra đằng kia. ABCD mà mình đi mãi chưa tới, không biết ngoài kia rất là đông, khả năng ngoài kia có cảng cá đấy bạn ạ. Ôi xem con thuyền kia nó đi khiếp thật. Thì qua nhưng mà hôm nay ngày cuối cùng chuẩn bị phải về rồi. Đi ra xem có kiếm được ít gì không nhỉ. Đông người lắm chỗ kia, khả năng rất là đông. Đi thôi các bạn.